Sự lồi lõm và kịch cỡm của mẹ con nhà Cám. Ngày hôm qua chúng ta cũng đã thấy rõ rồi đúng không ạ? Với bà cái khẩu trang, trùm kính mặt xuất hiện một cách hiên ngang tại nhà của Hồng Loan, cái nơi mà mẹ con nhà họ thèm chảy nước miếng sau ngần ấy thời gian lên kế hoạch, quay phim cổ nghệ sĩ lúc nhậu để làm gì chút miệng các kiểu. Ngần ấy năm trôi qua, những kế hoạch vẫn thất bại, cái băng mặt của các người còn ai xa lạ nữa đâu mà hôm qua bài đặt đeo khẩu trang chị không biết. Có một chục lớp khẩu trang cũng không che được cái bản mặt dơ bẩn của các người. Nói nghe nè, cái kế hoạch của các người mà thành công thì trong quá khứ chắc có vô số người cậu đã mất nhà vì bị mấy đứa cháu khác họ cướp. Xã hội này làm gì làm vẫn còn pháp luật, dù muốn dù không thì mình cũng phải tìm hiểu pháp luật cho kỹ thiệt kỹ trước khi mình làm những trò bị ổi. Và hôm qua pháp luật đã lên tiếng, đã chế tài phong ấn cái nết của mẹ con nhà Cám lại. Trắng ra thì họ đã thua rồi đó. Vụ việc hôm qua cũng chính là một nhánh vụ việc được bổ sung và sửa đổi từ vụ kiện chính của bà Sáu. Nhưng khổ nổi là kẻ đi kiện lại thua người bị chính mình kiện. Cho nên đã có cái tình huống lúc dọn nhà vào thì vui vẻ không ai biết. Lúc bị đuổi dọn đồ ra thì cả nước nhìn, đội quần của toàn thể thiên hạ cũng không biết là hết nhục cho chuyến này chưa nữa Sáu ơi. Giờ nhà đất là chính cổ nghệ sĩ đã đưa cho Hồng Loan. Hồng Loan mới là chủ nhân mới của khối tài sản này. Mẹ con Sáu bào phượng rồi, chỉ là ăn nhờ ở đậu. Lấy cái cớ gì mà tranh giành với con gái của người ta? Hay là cái cớ là em gái của anh Năm? Cái cớ là cháu ruột của cậu Năm? Cớ gì thì cớ, Hồng Loan là người con gái hợp pháp và duy nhất. Và quan trọng hơn, Hồng Loan là con ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Chỉ vậy thôi, mẹ con Sáu bào phượng rồi. Tiện tì thì mãi là tiện tì mà thôi. Công chúa dù có thất thể ra sao, thì kết cục vẫn sẽ trở về ngôi cao phụng thể của mình. Thưa quý vị, không biết quý vị như thế nào, chứ còn đối với chúng tôi thì cảm giác hôm qua là ngày giao thừa vậy đó. Còn hôm nay chính là ngày mùng 1 Tết, một cảm giác vui cứ lần lần khó tả. Vừa vui vì mẹ con Phượng Rùi Sáu Bào phải đội quân dọn đậu đi, và cũng vừa vui vì Hồng Loan đã chính thức thắng thế đối với mẹ con nhà Cám. Có người đã nói với chúng tôi rằng, ủa, có thấy thắng đâu, vẫn chưa dọn hết đồ đi mà, vẫn còn chưa xử mà. Đó không phải là vấn đề đâu quý vị ạ. Vấn đề ở đây là vì sao hôm qua mẹ con họ thua? Đơn giản là vì mẹ con họ không có quyền tranh chấp với Hồng Loan. Mẹ con họ chỉ là thần tầm gửi, cố bám ký sinh trong căn nhà lúc cổ nghệ sĩ còn sống. Nhưng khi cổ nghệ sĩ qua đời thì họ đã tham lam quá rồi hóa ngu, tranh chấp kiện tụng ngu ngục, không có quyền lẫn nghĩa vụ liên quan gì đến khỏi tài sản đó, nhưng vẫn cố tranh giành. Cứ nghĩ là cổ nghệ sĩ mất rồi thì không còn ai bảo vệ Hồng Loan à. Xin lỗi, pháp luật muôn đời bảo vệ Hồng Loan. Khán giả chúng tôi cũng vậy, sẽ cố gắng bảo vệ Hồng Loan thay cho cố nghệ sĩ. Như ngày hôm qua đó, hàng trăm khán giả đến chứng kiến, ai cũng ủng hộ Hồng Loan hết. Hôm qua nói thiệt nha, nói thiệt luôn á, nếu mà không có các chủ công an thì hai mẹ con các người cộng với cái thằng con rể lòng bẹn chắc bị quýnh nâu con mắt, tiệm cái môi, sảm cái linh hồn luôn rồi. Cái nớ sống đi tới đâu ai cũng ghét, mà sơ hở là tự nhận mình vẫn còn được rất rất nhiều người khán giả quý mến. Rồi quý mến dữ chưa, nhiều nhiều dữ chưa, hôm qua lại chẳng thấy ai xuất hiện cả. Đúng là không sai khi nhận xét rằng tất cả những gì của Phượng Rùi nói đều là ảo, bởi vì cô ta quá ngáo quyền lực mà thôi. Đã qua một ngày rồi, nhưng mà cái cảm xúc ngày hôm đó chắc vẫn còn đâu đó, đúng không quý vị? Niềm vui đi kèm với sự bỡ ngỡ, vui vì Hồng Loan đã thắng. Mẹ con nhà Cám lợn phải nhục nhã chọn đồ đi. Bên cạnh đó là bỡ ngỡ về cái hành động kỳ lạ của mẹ con nhà Cám lợn nhảy cà tưng trước nhà của Hồng Loan. Cái vị trí mà mẹ con họ thực hiện cái hành vi đó, từ bàn thờ thì cố nghệ sĩ sẽ nhìn thấy rõ hết. Lúc nào cũng nói anh Năm tôi linh thiêng lắm. Ừ thì hôm qua anh Năm đã thấy hết mọi sự tình rồi đó Sáu. Không biết tối qua Sáu ngủ có ngon không ta, hay là tức tới mức mà thức trắng đêm, cho nên hôm nay quán bún bò phải thông báo nghỉ 2 ngày. Ủa mắc cái gì mà phải nghĩ ta ơi, ngày hôm qua có người tỏ ra rất vui vẻ và còn tuyên bố hào hùng là sẽ trở về nữa mà. Người á thì khoe là em đã lấy được khối tài sản của em này kia kia nọ. Ủa vậy sao trước giờ không qua lấy, đợi hôm qua công an tới, tòa án tới, luật sư tới thì mới nhục mặt qua và lấy về. Cái này là bị tòa án cưỡng chế dọn đồ đi mà cứ tỏ ra là mình đúng đắn và không hề phạm pháp gì cả. Chiếm đoạt không gian sống của gia đình người ta, bị pháp luật lên tiếng như vậy mà họ vẫn tỏ ra là mình không sai tí nào cả, quý vị ơi. Đúng là vừa ảo mà vừa ngáo mà. Rồi hôm qua thì vui quá trời vui, hôm nay thì Sáu Bào và Phượng Rùi trốn chui trốn nhủi như vậy. Trốn như vậy á, khán giả lo lắng lắm.
sắp tới đây phiên tòa xét xử cái lời đơn của bà Sáu á, lại phải xử vắng mặt nguyên đơn và phía những người có quyền lợi liên quan, bởi vì sợ thua ra tòa nó nhục nên phải trốn hết ở nhà, chỉ cử luật sư đi. Mà thôi, nói thiệt, cái vị luật sư có Phượng Rùi và Sáu Bào á, chắc phải tù mười mấy kiếp, cho nên kiếp này mới bị mắc đọa dính vào Phượng Rùi và Sáu Bào trong cái vụ án xà lơ này. Người đã hỗ trợ Hồng Loan sang tên thừa kế là ai? Thưa quý khán giả, ngày 26 tháng 10, người theo dõi drama Vũ Linh đã đi hết cùng bậc cảm xúc này đến cùng bậc cảm xúc khác. Buổi trưa sung sướng vui mừng khi cặp mẹ con Giang Tham phải gom đồ quýt xéo khỏi nhà của Hồng Loan. Lại vừa tức vừa xót thương, rơi nước mắt khi nghe những thông tin Hồng Loan công bố trong buổi họp báo vào chiều cùng ngày. Đến tối lại ngưỡng mộ tình cảm chị em đùm bọc nhau qua chia sẻ của chị Ni trên sóng livestream. Động lại trong lòng khán giả là tình cảm yêu thương dành cho bà con Vũ Linh, Hồng Loan và sự căm tức phẫn nộ cho những kẻ mặt người nhưng lòng dạ thú. Thưa quý vị, theo thông tin trên mạng xã hội thì vào ngày 27 tháng 2 năm 2023, ông Sạc Thành đã lên Hòa Viên Bình Dương để xem đất mua huyệt mộ cho chú Vũ Linh. Dù thời điểm này, người mà ông Sạc Thành xem là tri kỷ vẫn đang sống phà phà. Như lời luật sư Ngọc trong buổi họp báo chiều ngày 26 tháng 10, thì vào ngày 2 tháng 3 năm 2023, đứa cháu quốc dân họ Lê đã lên Hòa Viên Bình Dương ký hợp đồng mua đất xây huyệt mộ cho cậu. Quý trọng tri kỷ, yêu cậu thương cậu, nhưng kẻ thì đi xem chỗ chôn cất bạn của mình trước cả tháng trời, đứa thì đi mua huyệt mộ trước 4 ngày cậu của mình nhắm mắt. Kênh kênh cha, kênh kênh mẹ, kênh kênh con, hí hửng chờ đón khao khát ngày mà cổ máy kiếm tiền lâu nay cho chúng nằm xuống để chúng hốt một mẻ thật to, ăn thật đậm, thông dong một đời, không lo nghĩ gì. Sẽ chẳng có gì đáng trách nếu như bọn chúng báo cho Hồng Loan biết, nhưng tuyệt nhiên chúng cầm như hến, âm thầm thực hiện, thậm chí nuốt trọn thông tin Hòa Viên Bình Dương giảm 50% tiền huyệt mộ. Nói chúng lên kế hoạch ăn sát cậu của mình thì chúng giải đành đạch. Nhưng giấy tờ đó, bằng chứng đó, ăn ở chỗ nào? Thu vén câu chuyện Hòa Viên xong, ngay trong đám tang của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Phượng Ve đã gài Hồng Loan ra ngồi cùng bàn để trả lời phỏng vấn. Nốt sọt Hồng Loan trước mặt báo chí, nhắc đến vấn đề nuôi ruột khiến cô gái đang chịu cảnh mất cha, bất ngờ, ngỡ ngàng và ngơ ngác. Sau đó, hàng chuỗi kịch bản âm mưu tiếp tục dựng ra, Hồng tiêu diệt Hồng Loan. Sau buổi họp báo đám tang, những người kề cận Vũ Linh nhìn ra bản chất bất lương của đứa cháu nịnh thần này. Hồng Loan tuy hiền nhưng không đến nỗi khờ khạo. Cô đã kể cho anh hai Vũ Linh nghe lời di nguyện thực sự của bà Vũ Linh. Anh nói bà giao cho con giữ. Nhà bà nội thì mất rồi. Một cái nhà kỷ niệm của ba. Còn bà cũng biết tình hình sức khỏe của ba làm sao, ba cũng mệt lắm. Con giữ, giữ này cho ba. Để sau này có nghe ăn chút mỡ mà lo cho mấy đứa nhỏ, mấy đứa cháu của ba. Cái em mới nói, ba đừng nói vậy. Ba gái mới điều trị bệnh đi để ba sống với con. Con có mình ba. Mà có gì con sống với ai? Lúc đó hai đứa con cũng mệt lắm. Con ơi, giữ đi. Con giữ cho ba. Rồi nhờ không được nói dài hết. Để chị gặp lại cho con. Rồi sau đó thì như lời ba thì cầm lên đem gì giữ. Thì như vậy không? Trên trang cá nhân, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân đã cho biết. Thưa quý vị, đây là lý do mà Luân và Bình Tinh phải có trách nhiệm bảo vệ em Loan, đứa con duy nhất của bà Linh, và làm theo di nguyện của bà để bà an vui nơi cõi Phật. Vốn là cô gái hiền lành, chân chất, ít va chạm, dù được bà đưa toàn bộ giấy tờ, nhưng thủ tục để sang tên tài sản, Hồng Loan mù tịch. Trên sóng livestream tối ngày 26 tháng 10, chị Ni cho biết vào ngày 7 tháng 3, chính Vũ Luân, má Từ Quốc Thanh đã đốc thúc và Phương, chồng của Bùm Bùm, là người đã chạy đôn chạy đáo hỗ trợ cho chị vợ sang tên tài sản, tránh đêm dài lắm mộng. Nhờ sự giúp đỡ của những người anh chị em lương thiện, tình cảm máu mủ ruột rà, những người mà chú Vũ Linh lúc sinh thời tin tưởng dặn dò nhờ bảo vệ Hồng Loan, mà con gái duy nhất của Vũ Linh nhanh chóng đứng tên tài sản thuộc về mình. Nếu không có Vũ Luân, má Tư, chồng của Bùm Bùm làm việc nhanh chóng,
Chớp thời cơ, lúc bọn Cần Cần đang sai số tiền phúng điếu thì có lẽ sóng gió đến với Hồng Loan còn lớn hơn nữa.